Ngày đầy trinh nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa cùng chúng ta. Ngày đầy trinh nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa cùng chúng ta.